Chào các bạn, hôm nay Pin Hội sẽ cùng bạn tìm hiểu các mẫu pin đũa 12V của hãng Chameleon. Đây là viên pin đũa thường dùng cho điều khiển từ xa của ô tô hoặc là điều khiển từ xa cho cửa cuốn. Ở đây chúng ta có hai mã rất phổ biến, đó là mã A27 và mã A23, hay còn gọi là 27A và 23A, điện thế là 12V. Chameleon thì họ có hai loại, thứ nhất là dòng Plus Alkaline, đây là dòng phổ thông. Được đóng gói hộp như thế này và mỗi vỉ có 5 viên. Đây là dòng A27 và đây là dòng A23. Cái viên A23 thì có kích thước lớn hơn một chút. Điện thế của cái pin này là 12V. Thì tùy thuộc cái cửa bạn mã nào thì bạn sẽ chọn mua loại mã này. Ngoài ra thì Chameleon họ có cái dòng là Alkaline không Mercury, tức là không có thủy ngân nhé. Dòng này thì là cao cấp hơn, cũng có hai mã là 23A và 27A. Đấy ạ. Mã là A27 PP5 0% HG, tức là không có thủy ngân đấy ạ. Cũng đóng vỉ 5 viên. Về kích cỡ và thông số thì hoàn toàn giống nhau thôi. Ví dụ đây là viên 27A. Có điện thế 12V. Loại này là loại 0% HG, tức là không thủy ngân. Và viên 23A, điện thế 12V. Đây là phía sau của vỉ pin, có các thông số. Các pin này thì có thời hạn sử dụng khá là dài, nên các bạn có thể mua để dự trữ cũng được. Để tìm hiểu kỹ hơn về các dòng pin của Chameleon, các bạn có thể truy cập trong web pinhanoi.com. Cảm ơn các bạn theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.